Ngoại hình có quyết định vận mệnh hay không? Âm mưu đế quốc 2000 năm trước và sự thật của lời tiên tri thiên mệnh. Bạn có tin vào xem tướng hay không? Không chỉ trong thời kỳ phong kiến mà ngay cả trong nền văn minh hiện đại, vẫn có nhiều nhà cầm quyền dựa vào việc xem tướng để có được sự hợp pháp trời ban. Nhiều nhà cầm quyền đã thực hiện những tiên đoán về tướng mạo, và điều kỳ lạ nhất là rất nhiều trong số những tiên đoán này đã trở thành hiện thực. Vậy những người này có thật sự được số mệnh giao phó? Liệu tướng mạo có thực sự quyết định tương lai của một người hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay và ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tháng 12 năm 1979, tướng Chun Do-hwan, chỉ huy Cục An ninh Quân đội Hàn Quốc, đã phát động một cuộc đảo chính quân sự, trở thành nhà lãnh đạo thực sự nắm trong tay quyền lực tại Hàn Quốc. Ban đầu Chun Do-hwan dự định tận dụng thời cơ để ép vị tổng thống lúc bấy giờ là Choi Kyung-ha phải từ chức bằng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, các tầng lớp xã hội đều rất không hài lòng với hành động đảo chính của ông. Chun Do-hwan không phải là không có sức mạnh để đối đầu, nhưng rõ ràng việc chống lại toàn bộ xã hội sẽ không có lợi cho quyền lực lâu dài của ông. Vì vậy, ông đã phái người đi tìm thầy tướng số với hy vọng có thể mượn việc xem tướng để tìm kiếm danh tiếng cho bản thân. Thật không ngờ, những người thầy tướng số không hiểu được ý định này. Ban đầu, khi nhìn vào diện mạo của Chun Do-hwan, họ thẳng thắn cho rằng đặc điểm gương mặt của ông không thể làm nên vị lãnh đạo tối cao. Chun Do-hwan không hài lòng với câu trả lời này và đã cho thuộc hạ của mình đánh đập, ép buộc các thầy tướng số phải thay đổi ý kiến. Kết quả là diện mạo của ông từ trình độ bình thường đã biến thành người được trời ưu ái. Có được câu trả lời như ý, Chun Do-hwan công khai ý kiến của các thầy tướng số, một làn sóng dư luận cũng được hình thành trong xã hội, ủng hộ cho sự thăng tiến của ông. Năm 1980, Chun Do-hwan thuận lợi lên nắm quyền. Nhìn từ góc độ này thì lời tiên tri dường như chỉ là một phương diện nhân tạo nhằm tạo ra thần thánh. Nhưng liệu những lời tiên tri trong lịch sử cổ đại có phải đều như vậy hay không? Thực tế, khái niệm xem tướng được xếp vào loại nghiên cứu tiên tri. Nghiên cứu tiên tri được chia thành hai phần là phân biệt tiên tri và phân tích, giải thích tiên tri. Thông thường, trong các sách tiên tri cổ đại có hai loại. Một là loại sử dụng văn bản làm phương tiện, chẳng hạn như lời nói vong tần giả hổ vào cuối triều đại Tần. Còn lại là sử dụng hình ảnh làm phương tiện. Thể loại này có một lịch sử rất lâu dài, có thể truy ngược về thời kỳ Thương và Chu. Trong thời nhà Thương, sự sợ hãi đối với quyền lực của hoàng đế vẫn chưa đủ, vậy nên sức mạnh răn đe của hoàng quyền không đủ để bao trùm toàn bộ thiên hạ. Điều mà con người sợ hãi nhất chính là trời. Do đó, để duy trì quyền lực, người cai trị triều đại Thương đã tạo ra một thực thể tồn tại trên chính họ, đó chính là thiên mệnh. Họ trở thành những người đại diện cho thiên mệnh trên trần gian. Điều này càng làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi của con người đối với hoàng quyền. Đến thời nhà Hán, khái niệm thiên mệnh do trời định đã ăn sâu vào tâm trí mọi người. Tuy nhiên, cũng có một số người nhận ra điều không hợp lý, bởi nếu hoàng đế là người được thiên mệnh trao quyền, vậy thì không phải bất cứ điều gì ông ta làm đều là đúng sao? Rõ ràng là hoàng quyền đã phát triển đến mức cần phải được hạn chế. Vì vậy, Đổng Trọng Thư đã sử dụng nho giáo để giải thích thiên mệnh. Dù là tốt hay xấu, thì con người sẽ nhận biết một lãnh đạo có thiên mệnh hay không thông qua ý trời. Để yêu cầu các nhà cầm quyền thực hiện cải cách, theo lý thuyết thì hành động của Đổng Trọng Thư là vô cùng đúng đắn. Và những điều này cũng dẫn đến một vấn đề khác, đó chính là sự kiện Vương Mãn cướp ngôi. Vào cuối triều đại Tây Hán, thiên tai thường xuyên xảy ra. Vương Mãn đã lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền mạnh mẽ rằng chính quyền quản lý yếu kém đã khiến thiên ý thường xuyên nổi giận. Do đó mọi người đều cảm thấy rằng nhà cầm quyền đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Các quan chức ủng hộ Vương Mãn ở khắp nơi bắt đầu tự phát khơi dậy quan điểm rằng Vương Mãn mới chính là người nên bước lên ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, Vương Mãn không phản đối những lời tiên tri này và lên ngôi một cách nửa ép nửa thuận. Điều này cũng có nghĩa là khi những lời tiên tri phát triển đến thời điểm nhất định,
những người có tri thức nhận sẽ phát hiện ra rằng chúng có thể bị lợi dụng và thậm chí là giả mạo. Có lẽ đây là lời tiên tri thực sự duy nhất trong lịch sử cổ đại, không phải do con người tạo ra. Dự đoán trong quyển Chi Vũ Phù đã tiết lộ một người thực sự là thiên tử được chọn. Thật trùng hợp, cuốn sách này ra đời vào cùng năm mà người thiên tử này chào đời, trong một gia đình quan lại nghèo khó ở huyện. Liệu có thật là một người có thể đoán trước được tương lai hay không? Vào cuối thời trị vì của Vương Mãn, những lời tiên tri mới lại xuất hiện trong dân gian. Trong một cuốn sách có tên là Chi Vũ Phù, với dự đoán rằng sẽ có một người tên là Lưu Tú xuất hiện để lật đổ triều đại của Vương Bái. Do đã có những trường hợp giả mạo lời tiên tri trước đó, mọi người vô thức cảm thấy rằng lời tiên tri này cũng có thể là giả. Nhưng thực tế, đây chính xác là một lời tiên tri bởi một nguyên nhân rất đơn giản. Thời điểm cuốn sách này xuất hiện chính là năm mà Lưu Tú ra đời. Hãy thử tưởng tượng, nếu muốn giả mạo một lời tiên tri thì ít nhất nhân vật chính của lời tiên tri cũng phải được sinh ra trước đó. Và đây chỉ là thời điểm cuốn sách xuất hiện trong mắt công chúng, chứ không nhất thiết là thời gian nó được viết ra. Nói cách khác, lời tiên tri này chắc chắn không thể do chính Lưu Tú tạo ra. Vì người này còn chưa ra đời thì càng không thể có bất kỳ thế lực nào ủng hộ Lưu Tú. Vậy, liệu lời tiên tri này có thật hay không? Tất nhiên là không. Đây hoàn toàn chỉ là một sự nhầm lẫn. Lưu Tú trong Chi Vũ Phù thực ra là một người tên Lưu Tín. Người này có tài năng, trước đây từng là thuộc hạ của Vương Mãn. Nhưng sau khi Vương Mãn lên ngôi, đã xảy ra xung đột với các quý tộc ủng hộ ông ta. Do đó, các quý tộc này muốn thay đổi người làm hoàng đế và đã chọn Lưu Tín. Nhưng để không quá rõ ràng, họ đã gọi Lưu Tín là Lưu Tú. Không ai ngờ rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên này thực sự đã trở thành một lời tiên tri. Sau khi trưởng thành, Lưu Tú chính vì lời tiên tri này mà nhận được sự ủng hộ từ một loạt các quý tộc giàu có. Dù bản thân anh ta thực sự rất tài năng và có khả năng quân sự xuất chúng, việc trở thành hoàng đế cũng được xem là điều hợp lý. Nhưng trong mắt mọi người, anh chỉ có danh hiệu thiên tử. Dường như mọi thứ chỉ đơn giản là chấp nhận ý chỉ của trời. Nỗ lực cá nhân không chiếm nhiều vị trí, nhưng đối với Lưu Tú, lời tiên tri này chỉ mang lợi ích chứ không có hại. Cuối cùng, việc công nhận mình là người tuân theo ý trời cũng đồng nghĩa với việc xác lập tính chính thống của triều đại, đồng thời có thể ổn định lòng dân cho các thế hệ sau. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Lưu Tú vẫn chưa suy nghĩ đến một vấn đề rằng tiên tri có thể được tạo ra bởi con người, cũng giống như chính anh vì lời tiên tri nhầm lẫn mà lên ngôi vua. Một khi các thế lực sau gặp phải lời tiên tri bất lợi cho việc cai trị của mình, giống như Vương Mãn trước đây, thì dường như chỉ có kết cục phải chấp nhận. May mắn thay, một hoàng đế triều Hán đã nhận ra điều này. Vào năm 79, Hán Trương Đế đã cho triệu tập các nho sinh trên toàn quốc để tổ chức một cuộc hội thảo xung quanh học thuyết lời tiên tri. Mục đích của hội thảo này là nhằm độc quyền hoàn toàn quyền giải thích lời tiên tri. Nói cách khác, từ đó trở đi, quyền giải thích lời tiên tri chỉ nằm trong tay chính quyền. Dường như lời tiên tri qua các thời đại đều đúng và tướng mạo có thể quyết định cuộc đời con người. Một cuộc họp hoàng gia cách đây 2.000 năm đã vạch trần cách thức lời tiên tri được thực hiện như thế nào. Dưới sự chủ trì của Hán Trương Đế, hội nghị Bạch Hổ đã diễn ra đúng kế hoạch. Trọng tâm của cuộc hội nghị này nằm ở chỗ nắm giữ quyền giải thích lời tiên tri trong tay các nhà cầm quyền để tránh những phát ngôn bất lợi cho sự thống trị từ phía dân chúng. Ý tưởng của Hán Trương Đế là rất tốt, nhưng ông đã bỏ qua một điểm rằng lý do mà dân chúng tuân theo sự giải thích của nhà cầm quyền là vì họ nắm giữ quyền lực. Một khi nhà cầm quyền mất đi khả năng kiểm soát cơ bản thì việc độc quyền giải thích lời tiên tri cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy, vào cuối thời Đông Hán, những lời tiên tri không ngừng xuất hiện và lan khắp xã hội với vô vàn cách giải thích khác nhau. Chẳng hạn như Đổng Trác đã kiểm soát toàn bộ triều đình Đông Hán thông qua một cuốn Thạch Bao Trâm, hay Viên Thuật cũng đã từng thực hiện giấc mơ hoàng đế của mình thông qua cuốn Xuân Thu Trâm. Hơn nữa, khi Thập Trường Thực gây rối loạn chính trị, trong dân gian đã xuất hiện câu nói hầu không phải hầu, vương chẳng phải vương. Chưa kể đến một số nhà lãnh đạo trong thời Tam Quốc, Lưu Bị tự xưng mình có khí chất như một thiên tử, còn Tào Tháo lại sở hữu điềm báo của rồng vàng. Tôn Quyền cũng là một người được sinh ra với điểm lành. Nói chung, bất kỳ ai có chút địa vị đều có thể tạo ra một lời tiên tri để làm nổi bật quyền lực của mình.
Còn việc tiên tri đó cuối cùng có thành hiện thực hay không thì không quan trọng. Dù sao chỉ cần nắm được quyền lực thì không ai dám đi tìm kiếm những lời tiên tri trước đó để kiểm chứng. Sự tôn sùng đối với tiên tri tiếp tục kéo dài đến thời kỳ Tùy và Đường. Trước khi Tùy Văn Đế thành lập triều đại nhà Tùy, trong dân gian đã xuất hiện nhiều tảng đá ghi lại việc xưng đế và ý nghĩa nằm trong đó chắc chắn là điều mà ai cũng biết. Vị hoàng đế sáng lập nhà Đường cũng tự nhận mình được sinh ra dưới ánh tử khí. Ngoài ra còn có những bậc thầy xem tướng đã từng có lời nói về ông rằng chắc chắn sẽ làm chủ được thiên hạ. Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi cũng đã cử người ném một viên đá xuống dòng Lạc Thủy với nội dung Thánh Mẫu giáng lâm nhằm chứng minh rằng mình là người thừa kế đạo trời. Có thể các bạn sẽ thắc mắc, đã làm hoàng đế rồi thì việc kế thừa đạo trời có quan trọng đến vậy không? Trong lịch sử Trung Quốc, việc liệu người cầm quyền có tuân theo đạo trời hay không thực sự rất quan trọng, bởi một lý do rất đơn giản rằng mặc dù người cầm quyền là người quản lý thế gian, nhưng quyền lực này lại rất bấp bênh. Chỉ khi tìm được một thực thể cao hơn thế gian, chẳng hạn như trời, thì họ mới có thể giữ vững quyền lực của mình. Do đó, khi được mặc hoàng bào, người sáng lập triều đại Bắc Tống là Triệu Khuông Dẫn cảm thấy xấu hổ vì mình không danh chính ngôn thuận, đã tự biên tự diễn ra một lời tiên tri về khí chất của thiên tử. Ở đây, vai trò của lời tiên tri giống như việc bạn phải mặc đồ xinh đẹp trong dịp Tết Nguyên Đán vậy. Có thể giữa chúng không có mối liên hệ lớn đến vậy, nhưng nếu không thực hiện thì người cầm quyền sẽ bị người khác chỉ trích. Từ góc độ này chúng ta có thể hiểu rằng cái gọi là thiên mệnh trong phần lớn thời gian là không tồn tại. Nếu có một số thiên mệnh tồn tại trong một khoảnh khắc thì cũng chỉ vì mọi người tạm thời chưa tìm thấy được dấu vết của nó bị giả mạo mà thôi. Đồng thời, việc sử dụng những lời tiên tri giả mạo ý trời để giải thích một số vấn đề cũng cho thấy con người về cơ bản là sợ hãi những điều chưa biết và những hiện tượng ngẫu nhiên. Do đó, họ cần phải thiết lập mối quan hệ nguyên nhân, kết quả một cách ép buộc. Bạn có nghĩ thiên mệnh là có thật hay không? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.